Sơn nè, ra bài biểu. Sơn nè, con làm gì thập thò? Bộ con muốn đi đâu hả? Con hẹn với bạn. Con biết hôm nay ngày gì không mà con lại đi hả? Con muốn làm mẹ con tức giận, phát điên lên phải không? Hôm nay ngày gì ai biết ngày gì? Hôm nay 18 năm trước, gia đình mình bình yên, con có nhớ không? Nhớ rồi. Chuyện 18 năm trước, ngày nào cũng bị tra tấn cái lỗ tai muốn lủng màng nhĩ luôn rồi. Nhưng mà bây giờ chán lắm rồi, con chỉ muốn được bình yên thôi. Con muốn được bình yên, nhưng mẹ của con không có bình yên, con có hiểu không? Hiểu. Nếu như ba muốn thì ba ở nhà ôm mẹ bảo vệ mẹ đi. Còn con phải đi ra ngoài, không thể nào ở trong nhà này được nữa. Biểu nè, dù con có ngán, con cũng phải ở nhà. Con đã lớn rồi, không còn là con nít nữa. Con không muốn ai áp đặt con hết. Bây giờ con muốn đi ra ngoài. Khốn nạn, tụi con mất khiếu. Con phải nhớ là 18 năm trước, cũng vì bảo vệ tính mạng cho con, mẹ con mới ra nông nỗi như vậy. Con hiểu không? Hiểu. Con dám nói chuyện mất dạy, sức sượt, khổn lắm. Phiền phức quá. Hiểu nè, bà nói lần cuối nha. Hôm nay mà con ra khỏi nhà này, bà sẽ đánh con chết. Thiệt hả? Quýnh chết đi, đang muốn chết nè. Khốn nạn bất hiếu, đi vô. Đi vô nha. Mày giúp ba mày hả? Đi vô. Mày. Ở nhà, 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 nhà. Suốt ngày bắt ở nhà cho chết luôn hả? Con, mày sao chịu nổi? Ba, hai, một, action. Đi chữ. Con, tôi xin mấy người, tôi lại mấy người. Đừng có làm hại con của tôi. Ba, tôi xin mấy người, đừng có làm con của tôi. Đừng có làm hại con của tôi. Anh à, thằng Sơn đâu? Hả? Thằng Sơn đâu rồi? Em bình tĩnh đi. Thằng Sơn con mình trong phòng vẫn an toàn mà, không có gì đâu. Không, hả? Em nghe là có tiếng động. Hình như là tụi nó cài cửa để bắt cóc con mình đó anh. Phải cứu con không anh ơi. Không có ai cài cửa đâu, không có ai bắt cóc con mình đâu. Yên tâm đi, nó vẫn an toàn trong phòng mà. Nè, nghe là anh đi, vô phòng nghỉ đi ha? Vô phòng ngủ nha. Không, không anh ơi. Hả? Em muốn thấy mặt thằng Sơn. Em muốn thấy mặt nó. Thôi được rồi, để anh dắt em vô bệnh đi ha. Sơn ơi, Sơn, mở cửa đi con. Con có nghe ba nói gì không nè? Mở cửa ra cho mẹ con về mặt con một chút, để mẹ con yên tâm giường ngủ. Con có nghe ba nói không? Thấy chưa? Sơn hả? Em à, thôi, thấy mặt con rồi, yên tâm giường ngủ đi em ha. Về ngủ nha. Không được, phải đóng hết tất cả các cửa lên mới được. Thôi được rồi, được rồi, anh xuống dưới đóng cửa nha. Nha, đi, đi em. Phải đóng cửa nha. Phải xuống khóa cửa. Từ từ. Đi xuống khóa cửa đi. Cướp, cướp kìa. Mày đâu, mày công an đi anh ơi. Cướp nè, sao dám vô cướp nhà của tôi? Em bình tĩnh lại, không phải cướp đâu. Người làm của nhà mình mà. Em bình tĩnh lại, không phải cướp. Tôi lao vào ghế mà. Thôi được rồi, vô phòng đi. Dạ, mẹ, không phải đâu. Mày à, bình tĩnh lại, mày. Mày à, bình tĩnh lại, anh hối rồi mà.
đó là người làm của mình, là chị nước là phải cướp. Làm đúng rồi em, đúng rồi. Là, anh à, em... kêu công an bắt nó lại đi, chính nó vẫn cướp về nhà mình đó, đừng cho nó thoát anh à. Em đừng sợ, có anh ở nhà mà. Nè, em yên tâm, là người làm nhà mình mà. Em đừng sợ, mình nhà mình cũng nhà. Nhà vô vẻ nói nhiều quá, đi ra ngoài nha. Đứng lại. Mày đi đâu vậy? Thì mới vừa nói rồi, nhà ồn ào nói nhiều quá nên phải ra ngoài thôi. Sơn à, Sơn. Em, mày, cướp, Sơn. Cướp được kia kìa anh à. Mày có ở nhà không vậy, Sơn? Sơn. Dạ. Alo, em tổng chuyện xong chưa? Em vừa mới diễn xong á, anh ở chỗ hẹn trước đi nha, em ra liền á. Nè, em còn hẹn ai nữa vậy? Thay đồ lẹ còn gặp khách hàng với chị nha. Dạ, em đi thay đồ liền rồi em ra với chị nha. Lẹ lên đó đừng có ngủ ở trỏng nha. 1 phút 30 giây. Trời ơi, nhẹ lẹ à. Dạ, dạ em chào anh. Dạ, tụi anh mới vừa diễn xong. Dạ, tụi em đang trên đường qua. Dạ, à, dạ chào anh. Taxi, taxi. Chị đã, anh đưa em làm bơi chạy lẹ lẹ giúp tôi đi. Lẹ 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 đi anh. Nhanh đi Thùy Anh. Thùy Anh. Thùy Anh à. Alo. Anh tới chưa? Đừng kẹt xe quá. Em tới rồi hả? Em chưa tới, nhưng mà cũng sắp tới rồi đó nha. Vậy đợi một chút nha. Ê anh coi có con đường hẻm nào mà đi được không, anh quẹo vô đi, chứ đợi hết kẹt xe thì tới bao giờ. Anh biết rồi. Nhỏ này biết hả? Ê, cô điếc hả? Ê, nè, cô kia, có cái lỗ tai để triển lãm hả? Bóp kèn sao nghe vậy? Anh không thấy là tôi đẩy chiếc xe rất là nặng hả? Còn phải lượm mấy miếng dán này nữa thì phải đợi tôi lượm lên hết rồi tôi mới đẩy xe qua cho anh đi được chứ. Tôi có bắt chứ không phải đuôi. Tôi đang có chuyện gấp. Thôi, cô lấy tiền đi rồi làm lẹ. Đi. Anh có chuyện gấp á thì kệ anh chứ, tôi không quan tâm. Hiểu luôn. Chê tiền ít chứ gì. Đủ chưa? Nè, anh đừng có nghĩ á là đưa một ít tiền ra xong rồi ra lệnh cho người khác, muốn làm gì thì làm nha. Ê, nói chuyện lịch sự nãy giờ không chịu phải không? Bây giờ muốn cái gì? Muốn cái gì là muốn cái gì? Anh Khang. Đụng hả? Đụng cái gì? Ở đâu ra tự nhiên đụng như vậy? Trên trời rớt xuống mày. Điên hả? Điên hả? Điên hả? Mày chửi tao điên hả? Mày chửi tao điên không? Ai vậy? Bạn tôi. Hiểu luôn. Hiểu gì? Dàn cảnh định làm tiền hả? Làm tiền hả? Làm ơi, không phải. Ê, nói chuyện đàng hoàng nha, không có động tay động chân nha. Thích được không? Nè. Thích được không? Hả? Ai mượn mày đụng bạn tao vậy? Thôi đi anh Kha. Nè, giờ anh vô xe đi. Rồi tôi kéo chiếc xe này qua cho anh đi. Nói sớm hơn chút còn không được hả? Cái gì? Mày đi không? Giờ anh có đi không? Đi. Mày đi không? Dẫn đi khám bệnh đi nha. Anh bị cái gì? Anh làm cái gì vậy? Thôi, để cho nó biết tay anh. Để chiếc xe qua đi. Đẩy qua đây cái đã. Không có thì giờ mà kiếm chuyện nữa. Nhớ cho mình về nhiệt tới nha. Nhiệt tới là mày có biết rồi mày. Mày liên hôn tao nha mày.
Anh Kha, ngồi đứng lại đi. Thôi mày dớ mặt tao hả mày? Đụng đứt cũng tóc luôn nè. Mày nè, thôi mà. Sao kiểu vậy? Sao em không để cho anh xử nó chứ? Trời ơi, mày cho nó biết đâu phải có đồng tiền cũng làm gì làm đâu. Thì em cũng ghét thái độ đó, nhưng mà giờ anh làm lớn chuyện để làm gì? Còn anh nữa, cái tính giang hồ trong hẻm nó quảm chịu bỏ à. Họ có chút chuyện á là sững cồ lên là sao? Trời đất ơi, cái gì mà giang hồ trong hẻm trời? Cái gì mà hèn hè vậy? Ít nhất phải là giang hồ mặt tiền cho nó sang trọng tí. Chứ nhà mình ở trong hẻm mà, có được mặt tiền đâu à. Thôi mệt quá, hẻm hay mặt tiền gì cũng được á. Nhưng mà nè, đừng xem thường anh nha. Giờ anh có vài chiêu võ đó, cho nên tụi trong sớm nó mới kêu anh bà anh hai á, để nó xây giặt á, những lúc nó bị ăn hiếp á, thấy ghê không? Anh giỏi giỏi quá ha, anh hai ha. Chứ sao? Nè. Ây dạ. Em không phải dạng dừa đâu nha. Thấy cái giọng mà biết không phải dạng dừa rồi. Em có sao không? Không, đâu có sao đâu. Đang để chiếc xe này nè, dấp cục đá rớt mấy miếng dán á. Em không sao là được rồi. Để anh phụ em để đến công trường, rồi về nhà chở em đi làm nha. Được á, nhưng mà nó nghe nè, chở em về nhà tắm rửa thay đồ nha. Nãy giờ để chiếc xe này ra mồ hôi một cây tùm lum hết trơn á, hôi rình nè. Mất công tới chỗ làm á, quản lý của em không chửi chết. Vậy hả? Hèn chi á, nãy giờ anh tưởng xung quanh đây có chuột chết. Chuột chết thôi nè, chuột chết hả? Chuột chết. Em để xe ra mồ hôi chứ bộ. Thôi, không cho em nữa. Đây, để em phụ cho. Anh trễ à, sao đang trễ vậy? Như nè, cho nên mới lâu vậy đó. Ký tên đi. Anh về. Anh vẫn có đủ không? Có bị con trừ không? Bị trừ mất 200. Vậy được rồi đó, tôi bị trừ 700 nè. Thiệt tình chứ, chịu nó nhậu không anh? Thôi, lâu lâu thả cửa một bữa đi. Sống mặt tiết kiệm vậy, anh không giúp anh, mặt không giúp anh. Rồi mai mốt chết anh có mang theo được không? Biết sao được, mua có nhiều đó. Giờ lại, tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Trời, anh lo toàn chuyện không đâu không à? Thôi, tôi phải đòi về. Cái thằng quý sứ này thiệt à, nướng bánh rồi không chịu đi giao, có nước để bỏ cho làm chuyện giờ. Thì lấy ra đi rồi con đi giao cho. Vậy mà cũng càm ràm nữa. Tránh làm như coi. Bà không càm ràm ở bệnh hay sao á? Dỡ nó lên coi. Sợ nó không biết hết. Đưa đây. Còn như cái. Rồi chừng nào đi giao? Thì bà làm xong hết chưa? Xong hết chưa kêu con đi giao? Thì sắp xong rồi nè. Thôi được rồi, ba làm xong rồi để nó đi. Chú xíu nữa đi giao nha, dần vô tắm á. Con cái còn đó, còn tức muốn ói máu không? Chú con ơi, chú con. Ai đó? Con nè. Con. Con tới giao máy cho chú. Trời đất ơi, mới nhờ tấu vợ có liền hả? Dạ có sớm. Cái gì ta? Được rồi. Được, ngon lành luôn đó, chú kiểm tra thử đi. Ôi tao đâu rành ba dụng này đâu. Nhờ con mua gì cho chú rồi, chú tin tưởng rồi. Thôi giờ vậy, chiều chú đưa tiền được không? Ủa gì kỳ vậy chú? Con tưởng tiền trao cháo mút chứ. Thì tao gom gom mới có, không lẽ tao giật mày sao? Vậy thôi, để con qua bên kia trước. Ừ. Rồi con quay lại, chú gom tiền trả đủ cho con nghe chưa? Ừ, rồi ông ơi, mệt dạ. Quá. Có mấy triệu mà làm thấy ghê. Trời đất ơi, cái điện thoại là 5-6 triệu lận đó. iPhone 5S của người ta mà có phải ít đâu. Rồi đi đi, nếu tao không trả tiền mày cứ việc lấy lò anh mày tao. Thôi bây giờ chú cứ gom đủ tiền trước đi, xong hồi lát con quay lại con lấy. Vậy nha. Rồi. Đi. Ủa Du hả Du? Dạ chú con. Ủa bộ hai đứa đi đâu hả? Dạ con nhờ anh Kha chở con tới chỗ làm. Vậy hả? Dạ. Nè vô đây chú cho bánh mì ăn. Dạ thôi khỏi đi chú, con ăn rồi. Vậy hả? Bơi con đi nha. Ba cứ để nó đi, rồi con đi công chuyện xong rồi con dẫn giao cho. Tắm gì lẹ vậy ông? Trời đất ơi, vô dội ráo nước rồi thay áo rồi xong rồi. Trời ơi khôn phức, làm gì tắm dòng thơm vậy? Nhớ vậy sớm sớm giao cho ta nghe. Con biết rồi. Du đi du. Dạ, lên du. Con đi. Con đi ha.
số nhẫn vàng này ra dàn nén. Anh lấy loại 5 chỉ hay sao? Dạ đúng rồi. 5 cân, 5 chỉ thôi. Dạ. Những 5 chỉ đây anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh đi chạy giao bánh cho chú cô đi. Chiều quá em đi không biết về được rồi. Bảo Thường tới đón em. Anh biết rồi. Vô anh. Anh tính nói gì nữa? Em quay qua kia đi. Quay qua đi mà. Quay đi. Quay qua hả? Tặng em. Bạn hôm nay đâu có phải là ngày nhân dịp gì đâu mà tặng em. Thì anh thích thì anh mua tặng em thôi. Đâu cần có dịp gì mới tặng được. Nhưng mà... Thôi lỡ mua rồi, em cầm đi. Vô làm đi, để vợ bị lao bây giờ. Đi nha, thôi đi nha. Hẹn nhau gốc cây khô ở cạnh bờ suối để cùng nhau đào vàng. Đứa nào mà dám ăn mảnh đó thì đừng trách thằng Sâm này sao độc ác. Tao sẽ giết cả nhà tụi mày. Ba xin lỗi con. Còn ở dưới đó mạnh dần, ba phải đi. Có gì ba sẽ về thăm con. Đừng giận ba như chú. Đâu rồi trời? Nhớ là rõ ràng để đây mà. Tại sao vậy ta? Chú Côn ơi chú Côn, làm gì bánh đổ tùm lum vậy chú? Sao rồi? Gom tiền trả con chưa? Gom tiền cái gì mày? Mày á nghe mày chơi kỳ lắm à. Chơi gì trời? Mày bán cho đã giờ mày lấy lại hả? Chú nói chuyện cho đàng hoàng nha. Giận gì không có vui nha trời. Giận gì? Hồi nãy con đưa cái máy cho chú xong rồi con đi rồi mà, con biết gì đâu mà lấy. Mày quay lại mà lấy cho đã rồi giờ mày đổ thừa hả mày? Chú kỳ vậy? Nè, tao để điện thoại đây nè, nào lấy. Nè chú lớn rồi nha, chú nói chuyện cho ra dáng chút xíu nha. Con vậy mà con đi hành động trẻ trâu như vậy hả? Trời, mày làm thế ghê, mày làm như mày dữ lắm vậy. Bây giờ sao? Bây giờ có gì? Trả hay không? Chú mà không trả thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa chú nha. Tao không trả đó rồi mày làm gì tao? Tôi không trả coi. Bây giờ tao không trả rồi mày làm gì tao mà làm thế nè. Sao gì tùm lum tùm la vậy? Đây nè. Cái gì mà gây úp sùm? Từ đầu hẻm còn còn nghe tiếng nữa. Ba của anh á kêu em bán điện thoại giao cho ổng. Ổng không trả tiền mà ổng còn nói chuyện ngang ngược. Ổng còn nói em quay ngược lại lấy điện thoại của ổng nữa. Phải sao? Thì nổi không? Không phải sao tao để điện thoại đây tại sao mất? Nào lấy sao con biết được? Mày không lấy thì ai lấy? Kha. Dạ. Con có giữ điện thoại của ba không? Dạ 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 điện thoại gì ba? Cái điện thoại nãy bà để đây nè. Con đâu biết đâu. Nãy con về con vô con tắm con thay đồ con chở vô công chuyện mà. Con đâu biết điện thoại ba để đâu đó đâu. Thấy không? Con tao nó không lấy giờ ai lấy? Ai vô đây lấy? Rồi giờ chú tính sao đây? Chú mà không trả cho con á là con đi nói hết nguyên cái sớm này nè, cho chú dẹp cái lò bánh của chú luôn đó. Ê, đừng làm bậy nha. Làm bậy gì mày? Ba mày không đưa tiền mà mày nói tao làm bậy hả? Ê, 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 ê. Buông thằng con tao ra. Rồi, để từ từ tao coi tao gom tiền tao đưa cho. Nhớ tranh thủ vài bữa nữa đưa cho tôi đó. Ông mà giật lòng chết cho tôi. Nhìn nhìn gì? Ê, dạ dạ dạ. Đi giao bánh mì đi. Dạ 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 giao bánh mì. Giao bánh mì. Ủa, đâu có bánh mì đâu giao ba? Đây nè. Dạ 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 dạ. Tao mà biết thằng nào ăn cắp điện thoại của tao hả? Tao bẻ giò nó cho coi. Dạ. Để mày giao nhanh đi. Dạ dạ dạ. Kỳ thiệt. Mới để đây rõ ràng mà. Đâu vậy ta? Bộ mình khùng quá ta. Mốt có hẹn họ, hẹn chỗ nào sang sang chút nha. Hẹn cái chỗ gì đâu mà cái gớm quá. Em biết đẳng cấp của anh là phải vô khách sạn 5 sao. Nhưng mà phòng VIP của khách sạn 3 sao cũng đâu có bèo nhèo lắm đâu, cũng ok mà. Chứ không phải em sợ tới khách sạn 5 sao sẽ gặp người quen trong giới showbiz của em hả? Thì đúng là như vậy mà. Với lại em cũng không thích đi vô đó, trừ gặp cái đám phóng viên đó tinh xăng bậy, chụp giật lắm. Em không có muốn lên báo lúc này. Anh
ngán cái cảnh yêu nhau mà phải trúng chui trúng nhủi như ăn trộm giày đấm đục. Thôi mà, anh thông cảm cho người ta đi. Anh yêu em thôi, chứ anh có làm cái gì mà trái với luân thường đạo lý đâu. Mà có phải trúng chui trúng nhủi như vậy. Nếu mà yêu nhau như vậy á, thà đừng có gặp còn tốt hơn á, anh nói thiệt á. Thôi, em xin lỗi mà, em cũng có muốn như vậy đâu. Tại vì công ty á đang sắp xếp lịch cho em đi thi hoa hậu. Bây giờ mà công khai chuyện của tụi mình lãng tiêu luôn á. Em suốt ngày chỉ biết tổn thương, chỉ biết nhõng nhẽo. Bây giờ anh ráng đợi thêm một thời gian nữa thôi. Mai mốt em thi có giải rồi á, thì mình tha hồ công khai chuyện hẹn hò luôn, không có sợ điều tiếng gì nữa đâu. Mai mốt nha. Cái mai của em anh nói thiệt á, nó dài tới sau chổi luôn á. Anh thì ghét quá à. Hôm nay là ngày Valentine mà, từ lúc gặp nhau tới bây giờ toàn lại mấy chuyện hằng học, không một có chuyện gì vui hết á. Vui vẻ chứ gì, vui nè. Thôi đi. Ê, quà của bồ tặng nhân ngày 14 tháng 2 á, xịn dữ ha, ghen tị với vui thiệt đó. 14 tháng 2 là ngày gì vậy? Ê, bà không biết thiệt hay là giả ngu vậy? À, tôi biết rồi. Hèn gì hồi sáng nay á hả, tôi thấy người ta bán hoa quá trời luôn, mà tôi tưởng bán bông cúng kiến gì chứ. Nè, chưa già mà lẫn rồi hen. Biết sao không, hồi nhỏ tôi có bị đuối nước, bác sĩ nói á là tôi có bị thiếu oxy lên não, cho nên á cái phần này của tôi nè hình như là bị có vấn đề gì đó, lâu lâu quên hoài á. Mà nói thiệt hả? Thiệt mà, cho nên mấy cái ký ức hồi nhỏ tôi đâu có nhớ gì đâu, chỉ có thời gian sau đó tôi mới nhớ thôi. Ê, xịt cho tôi miếng vô đây đi, tôi lau cho nó bóc. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh Kha lại tặng điện thoại cho mình, kỳ cục quá. Ê, cho tôi coi cái coi, tôi đang tính một cái á. Cái anh chàng mà tặng điện thoại là cái anh hay chở bà đi làm hả? Nhìn cũng bảnh dữ ha. Mà anh còn ga lăng nữa. Ảnh á chỉ là bạn của tôi thôi à, hàng xóm từ hồi nhỏ tới giờ rồi. Mà ảnh được cái điện thoại này tôi đâu có dám xài đâu, tôi giữ đỡ vậy thôi à, phải giữ cho mới để còn trả lại cho ảnh nữa. Kỳ lắm, tôi không lấy đâu bà ơi. Thôi trả làm chi, cho tôi mượn chụp hình tự sướng cái coi. Thôi bà ơi, để tôi trả cho người thôi. Ta tôi đây. Cho tôi mượn đi. Không được, điện thoại không trả cho người tôi ta được một cái thôi. Mà sao vậy nè, bà chụp hình tôi rồi sao tôi trả cái thôi mà. Nè, cho mượn đi bà. Bây giờ trời, cô kia, tại sao tự nhiên cô chụp hình tụi tôi vậy? Mấy người Là phu. Ủa, hai người biết nhau hả? Biết. Rất thân hạnh lắm mới được quen biết với cổ. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh không mấy được vui vẻ ha. Hồi nãy anh đã kể em nghe rồi đó. Cổ chính là chủ nhân của chiếc xe cây quái quỷ đó đó. Cái gì? Công nhận á, trái đất này tròn thiệt ha. Thành phố coi bộ không lớn như người ta tưởng. Anh cô cổ nói kìa. Bây giờ nói tóm lại, cô là một người bình thường hay là paparazzi, hay là đối thủ cạnh tranh với bạn tôi? Nè, bộ định kiếm chuyện ở đây nữa hả? Tôi á là nhân viên khách sạn ở đây, không phải là ba gia hay là đối thủ gì hết trơn á. Sao, muốn gì nữa đây? Nếu vậy thì tốt, tôi yêu cầu cô xóa ngay bức ảnh mà cô mới chụp vừa rồi. Cái gì? Tôi có chụp cái gì đâu mà xóa. Nè, sao? Nè, anh đó chỉ là khách của khách sạn này thôi, chứ không phải là ông nội của người ta đâu, mà muốn lấy cái gì thì lấy nha. Ê, từ nãy giờ nói chuyện lịch sự quá rồi không chịu đúng không? Sao? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi kêu cô xóa là cô phải xóa. Nếu không, tôi gọi quản lý khách sạn tới, lúc đó đừng có trách nha. Anh muốn gọi quản lý khách sạn thì anh gọi đi. Gọi tới đây tôi sẽ tiếp nè. Mà anh nhớ nha, nếu như mà tôi bị đuổi việc á, thì tôi sẽ lên công an báo cáo và kiện anh về cái tội hành hung người khác. Cô, anh à, thôi mình giải quyết trong hòa bình đi, chứ dính tới công an là phiền phức lắm á. Ok, coi như cho tôi xin lỗi vì những lời nói và những hành động lúc nãy của tôi đối với cô hơi thô lỗ một chút. Bây giờ tôi có một cái đề nghị như vậy, cô hãy bán đi bức ảnh mà cô mới chụp gì rồi cho tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ mua hết, cô ra giá đi. Dùng vũ lực không được, bây giờ lại dùng tiền để hăm dọa tôi nữa hả? Xin lỗi nha, thứ đó tôi không có cần.
Mà tôi cũng nói với anh á, là tôi không có chụp bất cứ tấm hình nào để bán cho anh hết trơn á. Nè, cô cứng đầu hả? Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng đầu hả? Đứng lại. Nè, nè, nè. Anh làm cái gì vậy hả? Sao mạnh tay vậy? Muốn nhập ngực luôn rồi nè. Rốt cuộc cũng muốn sao mới chịu xóa hình hả? Anh bị khùng hả? Không có sao mà xóa. Điện thoại ở trong tay của cô đang giữ, cô muốn nói gì mà không được. Lúc này chính mắt cô nhìn thấy cô chụp hình đàng hoàng nghe, còn chối nữa hả? Tôi mệt anh quá, anh da như đĩa vậy đó. Nè, tôi cho anh coi luôn nè, kiểm tra đi. Phải vậy được không? Hợp tác sớm chút xíu thì đâu mất nhiều thời gian đâu, đúng không? Nè, anh cướp, anh cướp. Nè, giả bộ anh cướp để chuồn hả? Không dễ đâu hả? Dàn cảnh cái gì? Nếu dàn cảnh thì tôi không chụp nó lại rồi. Chứ tôi còn dí theo làm gì? Uống ra coi. Uống ra. Dí theo nhanh lên. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Chạy điện thoại đây. Chạy điện thoại đây. Đưa điện thoại đây. Đưa điện thoại đây không? Bây giờ có được không? Em muốn ăn đòn nữa hả? Trả điện thoại cho người ta đi. Không á, là nó đánh chết á. Trả đi đi, anh em phải giùm cho. Ôi bà, nó lỡ rồi. Mày, ông trộm. Ông biếu mày đặt ăn trộm. Mày mày làm gì? Đứng lại đó. Đừng có đem đó. Cô chết rồi nè. Trời ơi, đuổi theo Di lấy được điện thoại rồi. Thật khốn, độ thứ mười gái. Gặp phụ nữ không dám đánh, gặp đàn ông là đánh à. Đồng nè, thức. Anh có sao không vậy? Sao trang chị, nó đánh muốn ná thở luôn nè. Không có sao thì tốt rồi. Trả điện thoại đây cho tôi. Cô đang mơ trong giấc mộng mà. Điện thoại của tôi mà. À, thì ra là nãy giờ anh chưa nếm mùi, cho nên chưa biết lễ độ với tôi đúng không? Được rồi. Điện thoại. Cái điện thoại. Điện thoại của tôi. Anh bị khùng mấy sao mà còn cười nữa vậy? Anh đưa điện thoại lại cho tôi. Cái này là cô ép tôi. Nè, anh đừng có ăn nói cháo trở gì nha. Anh đập điện thoại của tôi xong còn nói nữa hả? Ai mượn cô làm kiểu đó? Cứng đầu chi? Cứng đầu cái gì? Bây giờ anh đưa điện thoại lại cho tôi không? Bơ đi. Nè, đứng lại đó. Bây giờ anh đưa điện thoại xong đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Tiền rồi. Để, nè, không tin cô xét đi. Nè, nè, xét đi. Cái gì vậy? Hả? Nè. Làm gì vậy? Ôi trời. Ây da. Đánh chỗ khác được không? Chỗ này thằng đó nó mới đánh. Anh không có tiền á thì tôi đi theo anh về nhà. Cô điên hả? Theo tôi về nhà. Đi cũng được nữa. Miễn sao anh đền điện thoại cho tôi được rồi. Mày chỉnh có đền không? Ê, ở đây nè. Hả? Anh. Nè. Ủa cái gì đó sao rồi? Xong hết rồi. Em yên tâm đi. Vậy là ok rồi. Thôi em đi trước nha. Gặp lại anh sau. Đi đi. Cái con nhóc này làm mạnh muốn đứt hơi luôn. Xong gặp bà nội tôi nữa rồi. Bây giờ phải làm sao cô mới chịu buông tha tôi hả? Đợi điện thoại cho tôi đi thì tôi sẽ tha cho anh, còn nếu không á hả, tôi sẽ ám anh suốt đời luôn đó. Đồ thần kinh. Thần kinh rồi sao?
Tránh ra. Không tránh thì sao? Chị đứng đó đi. Cái điện thoại hư rồi, làm sao mà trả anh Kha được đây? Thiệt tức chết với thằng cha mắc dịch đó. Mà dù sao mình cũng phải vô nói với anh tiếng chứ. Anh Kha. Vô. Ê nè Nguyễn, tiểu mày sao bắn kiếm vụ ba mà cứ lo chơi điện tử không vậy mày? Trời ơi, con kiếm từ nãy giờ có thấy cái điện thoại gì của ba đâu. Trời trời, kiếm cái gì mà lục tung vậy, hư bánh mì hết. Không lẽ giờ nó có cánh đâu mày? Ai biết. Sao mày không biết? Cửa cửa xin lỗi con. Vô hả con? Dạ chú, cô con mới tới. Ủa, con mới đi làm vậy hả? Dạ. Chú với anh Kha kiếm gì mà lục hết đồ lên vậy chú? Chú đang tìm cái điện thoại. Điện thoại hả chú? Sáng chú sao em đi làm về á, không nói anh đi ra nước cho. Hồi sáng em đã nói với anh á là em tự đi xe buýt về được rồi mà. Đi xe buýt về á chắc là mệt mỏi lắm đúng không? Để khuấy trong người thôi, ra đi về đi. Khoan đã. Em tới đây á để nói với anh về cái vụ điện thoại hồi sáng anh tặng cho em á. Không có gì hết. Đi về. Khoan, em chưa nói xong mà. Không nói. Không có gì hết. Ba. Mày đâu ba? Chờ cái nhà mới loài mặt chuột. Sao ba kêu con là công chúa? Chắc kêu mà làm gì? Mày xạo tao với tao hả mày? Mày xin tao hả mày? Tao đập mày chết cha mày bây giờ. Chú con. Mày xin hả? Mày xin hả? Bữa nay tao không giết mày, tao không phải là cha mày. Mày dám lấy đồ tao, mày tặng gái hả? Mày bê gái một hơn tao nữa. Sao vậy mày? Hả? Tại sao vậy? Tao cho mày ăn nguyên cái cây này mới được. Chúng tôi đỡ hả? Đỡ hả? Tôi sẽ có đỡ. Không đỡ, anh còn sao? Đỡ hả? Ây da. Đỡ nè. Ây da. Đỡ nè. Ây da. Đỡ nè. Đỡ nè. Ây da. Mày đỡ hả? Ây da. Mày đỡ hả? Chạy hả? Ây da. Mày cho mày chết nhà mày luôn ba. Mày con bà ba. Xét mẹ mẹ xét sợ quá xét mẹ xét mẹ mẹ không sao đâu, có con ở đây mà. Vui về rồi, vui về rồi. Sợ xét đánh con đây, có con rồi mẹ. Có sao đâu, có con ở đây rồi mà. Mẹ sợ xét hả? Sao mẹ nói với con á, mẹ là hạnh giờ đến cũng không chết mà có xét thôi, nhầm nhỏ gì. Biết đâu lần này đến chết thì sao? Không có sao đâu, có con ở đây rồi, mẹ yên tâm đi. Có Du rồi, có Du rồi. Sợ lắm. Mà mẹ, bây giờ á, mẹ thử đó hả? Nhắm mắt lại, xong rồi bịt tay lại, coi như là mẹ không thấy xét nữa rồi, đúng không? Nha, mẹ làm thử đi. Không có sao hết, không có sợ. Không có sao đâu mẹ. Trời sắp mưa rồi. Mà sao ba vẫn đi làm chưa có về ta? Mẹ, nghe con nói nè. Hả? Ba từ chiều tới giờ đi làm chưa có về hả mẹ? Về đi về quê từ chiều tới giờ rồi. Ba nói với mẹ ba đi về quê hả? Thôi đừng hỏi nữa. Sao lần nào ba về chứ quê cũng lẳng lặng đi một mình. Ông nói vài tiếng nào cũng không cho con về nữa. Bé Sơn ngoan nha. Mẹ cũng bé Sơn chơi nha. Đừng có khóc nữa nha. Mẹ dẫn đi chơi mà. Nha. Đến đi. Đi chơi. Mẹ. Chơi gì vậy? Bé Sơn.
Bé Sơn hả? À. Bé Sơn đẹp trai quá. Sao mẹ cho con chó nó cắn bé Sơn? Không sao không sao. Bây giờ mẹ muốn ra ngoài chơi không? Con dẫn mẹ ra ngoài chơi hả? Muốn. Đi hả? Đi bỏ xuống. Không có được đâu cậu Sơn. Ông chủ có dặn rồi đó. Không có được đưa bà ra ngoài nếu không có ông chủ ở nhà. Nhưng mà ba bận suốt có ở nhà đâu. Không lẽ gì bắt mẹ con cứ ở trong nhà hoài? Nếu để gì ở trong nhà suốt gì chịu được không? Nhưng mà khổ nổi, ông chủ đã dặn rồi, tôi không có dám cãi đâu. Vậy cứ yên tâm đi, có con đây nè, đây là mẹ của con lo được mà. Để con, đi mẹ ha, bỏ bé Sơn xuống nha. À, đi với bé Sơn bự. Đi đi đi, đi chơi. Đi chơi. Chị, hôm qua có một cô gái thuê phòng ở khách sạn mình, nhìn xinh quá trời xinh luôn á chị. Mặt xinh mà dáng cũng đẹp nữa, chắc cổ phải là diễn viên hay ca sĩ nhỉ ha. À, chị nghĩ cũng vậy đó. Tại vì người ta vô đây người ta đặt phòng VIP mà. Đặt phòng VIP hả chị? Ừ. Vậy mình đặt phòng VIP như vậy á là mình phải gọi điện đặt trước hả? À, phải gọi điện đặt trước với em. À, nếu vậy thì chắc chắn sẽ lưu số điện thoại của cô ta trong sổ giao ca. Làm sao để lấy được số trong đó đây? Mình đâu có quyền hạn mà đụng vô chứ. Em đang suy nghĩ gì mà lao đi lao lại hoài vậy Du? Tự nhiên em mơ tưởng mình sẽ làm diễn viên hay ca sĩ gì á. Mơ mộng xa vời quá đó nha cô đương. Thôi trong quà giúp chị nha, chị đi vệ sinh chút xíu. Dạ, chị đi đi chị. Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình đòi lại công bằng đấy mà. Mấy đồ không sao, có con đây nè, đừng có sợ. Xin chào chị Thùy Anh, tôi là quản lý tại khách sạn Hoàng Yến mà hôm qua chị có tới thuê phòng á. Dạ, chẳng là hôm qua các người bạn mà đi chung với chị á, có để quên một món đồ tại khách sạn. Dạ, ngày hôm nay anh ấy có cho người tới lấy. Nhưng mà để đảm bảo an toàn cho tài sản của khách á, thì chúng tôi cần xác định lại thông tin. Vậy chị có thể cung cấp thông tin của anh ấy cho tôi được không ạ? À? Số điện thoại và tên. Alo, xin lỗi ai vậy? Là tôi. Tôi là ai? Trời, quên nhau nhanh dữ vậy sao? Là người mà anh đập bể cái điện thoại nè. Mà sư tử Hà Đông hả? Nè, sao có số điện thoại của tôi vậy? Anh không cần biết. Nói chung á là anh đền cái điện thoại lại cho tôi. Còn nếu không á nha, tôi sẽ ám anh suốt đời luôn cho anh coi. Chắc chắn lấy số của mình từ khách sạn rồi. Được rồi, để coi cô thắng hay là tôi thắng. Đẹp quá. Chú chơi đi. Chị có giấy số này gì? Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Cô chỉ muốn cùng ta cũng làm việc thôi. Nếu mà còn chuyện này xảy ra nữa, các người đừng có đánh tôi nha. Các người có biết để lộ thông tin của khách hàng là chuyện không thể nào chấp nhận được không hả? Tôi nói ít hiểu nhiều đi ha. Dám giật mặt với tôi. Mình đi bé. Mẹ ơi. Nam Sơn, cho mẹ với. Nam Sơn. Sơn hả? Nam Sơn. Tắt sáng,
Được rồi, tôi biết rồi. Anh ơi, anh cho hỏi anh có thấy một người phụ nữ không? Biết. Cảm ơn. Chị ơi, chị cho hỏi thật, chị có thấy một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, ăn mặc thì sang trọng, khuôn mặt thì hơi ngơ ngáo ngáo giống như là người ta thường đi ngang qua đây không? Không, không thấy. Dạ, con nghe đây ba. Con tìm từ nãy giờ mà không thấy mẹ đâu hết á. Ba sắp tới rồi hả? Dạ. Cô chào anh Thành, tôi thấy một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi. Cái bóp nào của tôi á, mày cho tôi xin lại đi. Mẹ cái bóp nào của mày? Hả? Bóp nào của mày của tao chưa? Tôi mới vừa đi mua nước xong á, phát hiện ra mất cái bóp nên mới quay lại đây tìm nè. Thì cái bà mày chứ. Cái bóp này của tao biết chưa mày? Nè, tao nói cho mày nghe nha. Mày còn nhỏ mày đừng có lẻo lượng nghe chưa? Có mày đó hả? Tao đẻ được 8 đứa biết chưa mày? Trời ơi, sao bà nghe ngược quá vậy? Cái bóp này của tôi mà, nghe ngược thì cái bóp của tao. Mẹ sao giỡn hả? Cái giỡn tao kêu công an cộng đồng mày bây giờ đó bà. Nè, không được theo tao nghe chưa? Mày theo tao hả? Mẹ tao buộc mày bây giờ đó. Bà trả cái bóp cho tôi chưa? Bà trả bóp đây. Trả kìa. Trả kìa. Trả kìa.